mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Xin được thay mặt Di Tăng truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt đăng ta năng gai chư hàm bị con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sợ năng gai chư hàm bị con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khắn sạ năng gà chá hàm bị con đem hành lòng thành kính xin quý tăng. Đức Tỳ Dâm bị Bụt Đăng sạ năng gà chá hàm bị con đem hành lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm bị Đắc Măng sạ năng gà chá hàm bị con đem hành lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm bị Sẵn khắn sạ năng gà chá hàm bị con đem hành lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Tạ Tỳ Dâm Bị Bụt Đăng Sa Năng Ca Chi Hàm Bị con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bị Đắc Măng Sa Năng Ca Chi Hàm Bị con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bị Sang Thắng Sa Năng Ca Chi Hàm Bị con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt Đăng Sa Đa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đảm Măng Sa Đa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sẵn Khăn Sa Đa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đức Tỳ Dâm Bị Bụt Đăng Sa Đa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tỳ Dâm Bị Đắc Măng Sa Đa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tỳ Dâm Bị Sang Khăn Sa Đa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tỳ Dâm Bị Bụt Đăng Sa Đa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tỳ Dâm Bị Đắc Sa Đa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tất tỳ giảm bi sang khăn sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca hạ năng ni thi tăng phát huy tam bảo tròn đủ thì có bao nhiêu. Ma Phan Tê và chúng con xin vâng. Mana Thi Ba Tam Vệ Ram Ni Sĩ Khao Phát Thăng Tham Ma Địa Giam Mi Con xin vâng dự điều học là quy chánh xa sự sát sanh à, Đinh Na Đa Na Vệ Ram Ni Sĩ Khao Phát Thăng Tham Ma Địa Giam Mi con xin mấy điều học là quy chánh xa sự trộm cắp abrahmacharya vedamani sikha vedan samadhiya mi con xin mấy điều học là quy chánh xa sự thông dâm musavada vedamani sikha vedan samadhiya mi con xem mấy cái điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me rayama chabama dathana veramani sikha vatan samadhiya mi con xem mấy cái điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say vita la pho chana Vệ Ra Mật Ni Sĩ Kho Phật Thăng Sa Ma Địa Gia Mi con xin với những điều học là quý chánh xa sẽ ăn sái giờ Nàng Chà Ghi Ta Hoa Đi Ta Vi Su Kha Đa Sa Na Ma La Gan Tha Vi Lê Ba Na Tha Ra Na Man Đa Na Vi Phu Sa Na Tha Na Vệ Ra Mật Ni Sĩ Kho Phật Thăng Sa Ma Địa Gia Mi
Con xin bao nhiêu điều học là quy đánh xa sẽ mua hát thôi càng đàn xem mua hát nghe đàn càng trang điểm thoa và thơm dược phẩm và đều tràng hoa Ujjain Sayanamaha Sayana Vyramani Sikha Vatang Samadhi Yami. Còn xin mang về điều học là quý cảnh xa cho nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Manati Vata Vyramani Sikha Vatang Samadhi Yami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Vedamani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aramachariya Vedamani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tham dâm. Vusavada Vedamani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana Vedamani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Vikalaposana Vedamani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Nacha Vita Ava Nita Viso Kadasana Mala Yanna Vile Vanatha Sana Mandana Vipo Sadathana Vedamani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đàn, xem mua hát nghe đàn kèn trang điểm thơ vật thơm rồi phấn và đeo trạng hoa. Ujja Sayana Maha Sayana Vedamani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang Athang Gassamang Nagatang Vuthapanya Athang Ubo Sathang Imang Chadateng Imang Chadivasang Samadeva Athirakitam Samadhyama. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trần ngày nãy và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani Athasika Padani Ubo Sathasi Lavase Na Iman Charating Iman Chadivatang Sathukang Katoam Ambamadena Samarakhitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mà giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amapante, và chúng con xin vâng. Silena sukatinjanti, silena pokasambhadan, silena niputinjanti tasmai, silang viso thadye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thu lành thai Uột ta măng ghê na quán đê hăng ba đa phẳng xung và ruột ta măng Buột thầy dơ khá lý tổ đơ sơ buột thơ khá mà tu tăng mà măng
Uttamange na vande hang tham an cha du vi thang va răng tham me yo khali tao đỡ sau tham mô tham tu tăng ma măng Uttamange na vande hang sang khan cha du vi thoát tam an sang khe yo khali tao đỡ sau sang khô tham tu tăng ma măng. Soatthalattho suvitho purunaho bhuttasasane arogo suvitho ho isaha tappe nyatipisa atthalattham. Suvitha purunaha bhuttasasane aroga suvitha ho isaha tappe nyatipite atthalattham. Suvitha purunaha bhuttasasane aroga suvitha ho tasaha tappe. Hị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thụ lành thai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kịp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ đạo tràng, con nghe lại được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu. Dạ, con nghe trì, trân ơn ngài, cảm ơn đạo tràng. Con bị rớt hết khúc, dạ con xin đọc lời. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh. Nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện xa đạo quả sớm viên thành. Chữ thiên ngữ trên hương hoa địa cầu, thượng ngự rõ thông mọi điều. Đông vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Thầy. Giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra,
kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý hỷ tùy hỷ độ đắc đức quá mát, được bền cũng lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp thanh cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh dự giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu dự giao đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được thượng tọa pháp thanh giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Và con thấy sư Bốt Đơ mà được có ba chữ hả bạch sư? Manh thoát bữa nay nó kỳ lắm. Như con bốt bài đưa bài thì đủ chữ, mà ta hơi đưa ra rum thì nó mất chữ đó bạch sư. Bây giờ tình trạng của sư cũng bị vậy luôn. Con thấy có chữ chữ T, chữ Ư và chữ O. Không biết đạo tràng có thấy như Nhật Quỳnh không? Dạ, nếu mà có gì sư bốt lại bạch sư. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Đa xa chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong minh quang luôn chờ trời lô mọc đặng nhờ ánh sáng trở hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sanh thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rưới khắp thế gian bài nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và con kính tri ân sư. Ngày hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được học bài tương ưng bộ kinh chương 1 phẩm tương ưng chư thiên, tương ưng chư thiên phẩm 4 phẩm quần tiên, bài 6 La Mã lòng tin. Dạ cảm ơn Như Quang. Dạ trước khi con thịt ba chư lên giảng bài học ngày hôm nay, con xin được phép đọc chánh văn ạ. Bài 6 La Mã lòng tin. Một thời Thế Tôn trú ở Sa Quách Thí Xá Vệ Chê Ta Quán Nam vườn ông Anna Tháp Hình Di Cá Cấp Cô Độc. Hai, rồi rất nhiều quần tiên Sáp Thút La Ba Ca Di Cà khi đêm đã gần tàn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Ta Quán Nam đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên.
Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Tính là thứ hai, là bạn của loài người. Nếu không chú bất tính được danh dự xưng tán, sau khi bỏ thân này được sanh lên thiên giới, hãy từ bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả mọi kiết sử trói buộc, chớ có quá chấp trước. Đối với danh sắc ấy, tham không thể đến được. Với ai không có gì, kẻ ngu không trí tuệ, mới đam mê phóng dật, kẻ trí không phóng dật, như giữ tài vật quý. Chớ đam mê phóng dật, chớ đắm say ái dục, thiền tư không phóng dật, đạt được tối thắng lạc. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng giáo hóa, và con cũng cung thỉnh sư giảng thêm rộng rộng về những từ trong cái bài này. Bạch sư, con nghe con đọc mà con không có hiểu nổi, bạch sư. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Gia Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, và kính lễ Ngài Trí Đức. Chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào buổi chia sẻ Phật Pháp, xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tăng bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, Namo dhammaya, Namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo vương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể ngang ngang, kính chúc quý tu nữ và Phật tử khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và cảm ơn cô Như Quang và cô Như Quỳnh. Cô Như Quang thì đã post bài và cô Như Quỳnh đã đặt phần chánh kinh. Thì cái bài hôm nay thì nó rất ngắn, nhưng mà nếu mà chúng ta không có xem xét kỹ thì sẽ rất là khó hiểu.
Thì vô cái đoạn thứ ba đó là cái lời nói của cái vị chư thiên à, mà vô đề cập vô à, tính là người thứ hai à, vậy trước cái thứ hai này, cái thứ nhất là cái gì à, đó, cái điều quan trọng là ở chỗ này đó. Một người á, khi mà muốn có cái chánh tính à, thì phải có cái gì? Phải có cái sự hiểu biết à, cái trí tuệ à, để phân biệt được giữa cái nào là những cái pháp mà chúng ta nên thực hành và những cái pháp nào chúng ta nên à, tránh xa. Tức là phải có cái trí tuệ để phân biệt được thiện và bất thiện à, phân biệt được cái tà tính và chánh tính à, là cái trí tuệ này, mặc dù là cái trí tuệ còn phàm, nhưng đây là một cái điều kiện hết sức quan trọng à. Tại vì sao? Nếu mà cái người này đó không hiểu biết được về cái định luật nhân quả à, không hiểu biết được cái sự cao quý của Tam Bảo, thì không bao giờ cái người này có được cái chánh tính à. Chính vì khi mà có được cái hiểu biết đó, có chánh tính rồi mới có sự tôn trọng à, thành ra trong cái bài kinh Đức Phật nói là có người thiện trí, có người thiện trí xuất hiện ở thế gian này, nhưng mà cái người thiện trí này đó đối với những cái phàm nhân mà nó thiếu trí tuệ đó thì sao, cũng chẳng có lợi ích gì hết á à, dù có ở sát một bên thân cận với người trí này nhưng mà cũng không hưởng được cái lợi ích chút nào, giống như cái muỗng mà ở trong cái nồi canh này đó à đó. Chính vì cái trí tuệ à, phải có cái trí tuệ hiểu biết à, tạm gọi là cái chánh trí đi, mà dùng cái trí tuệ này nó còn phàm, nhưng mà nó đã phân biệt được à, về cái nhân quả à, phân biệt được thiện giả à, thì khi đó mới diệt trừ được cái kiêu mạn à, à, cho là mình hay thế này thế khác à, diệt trừ cái lòng mà ngã mạn cống cao rồi đó thì sao, cái chúng sanh này mới đi đến gần bậc thiện trí thức, mới có sự cung kính. Từ cái sự cung kính này đó, thì mới chịu lắng nghe à, lắng nghe những cái lời dạy, những cái pháp cao quý từ bậc thiện trí thức à. Thì quý vị thấy ở cái đoạn sau đó, kẻ ngu không có trí mới đam mê, mới phóng dật à, kẻ trí nhờ có sự hiểu biết rồi đó, mới có sự tu tập rồi đó, thì mới không phóng dật à, à, lúc đó mình mới biết các cái pháp mà nó hỗ trợ cho mình sống một cái đời sống chân chánh à, ngay hiện tại à, thì lúc đó mình mới hiểu biết cái pháp nó là như là tài sản, là cái vật là quý báu trên đời. Chứ còn hồi trước đó là mình quý vàng bạc kim cương à, danh vọng địa vị à, thế này khác, chứ mình không có thấy cái pháp nó là cao quý. Chính nhờ cái có cái trí tuệ hiểu biết rồi gần gũi bậc thiện
mới thấy được pháp. Khi thấy pháp rồi đó thì mới biết là cái pháp nó là cái điều cao quý. Tất cả những cái thuốc ở trong thế gian này nó chỉ được trị được cái thần bệnh thôi, chứ cái tâm bệnh đó, họ không có trị được. Này, như hồi nãy sư tán dương ân đức pháp bảo, chỉ có pháp, những cái lời dạy chân chính của Đức Phật, những cái pháp mà nó giúp chúng ta hiểu biết và giúp chúng ta diệt trừ, thanh lọc, diệt trừ tất cả những cái phiền não, những cái ô nhiễm ở trong nội tâm, thì lúc đó đó cái tâm bệnh nó mới được trị. Lúc đó đó diệt trừ cái gì? Diệt trừ cái si mê, mê ám, vô minh. Mà khi mà si mê, mê ám, vô minh diệt trừ được rồi thì sao? Thì sẽ không có phóng dật. Không phóng dật. Lúc đó, đó chúng ta mới thấy rằng cái đời sống với trí tuệ, với hiểu biết đầy đủ ngay giây phút hiện tại, chúng ta không còn mê lầm, không còn thấy đối tượng qua cái si mê tà kiến. Chính vì mang cái mắt kiến, chúng ta thấy đối tượng không đúng như nó, không đúng cái bản chất tính chất chân đế của nó. Chúng ta thấy nó một cách méo mó, lệch lạc. Cho nên là chúng ta mới tham đắm, mới dính mắt. Cho nên á, là ở đây chúng ta phải hiểu trong cái đoạn này. Cho nên khi mà cái người mà đã có cái sự hiểu biết phân biệt đúng sai trên cái tính chất định luật nhân quả, có cái niềm tin vào Tam Bảo nha, hay là tạm gọi là cái tính tâm chân chánh, thì cái tính nó là cái yếu tố thứ hai. Chính nhờ có tính này mới đi đến gần gũi các bậc thiện tri thức, để lắng nghe, để tìm hiểu. Mà khi mà lắng nghe tìm hiểu giáo pháp rồi đó thì sao, mới an trú trong cái chánh tính. Thì nó có sự tương tác hậu tương lẫn nhau. Khi mà có niềm tin lắng nghe thì lúc đầu sẽ trí tuệ sẽ phát triển. Mà trí tuệ phát triển rồi đó thì mới có cái lòng tin mạnh mẽ. Thành ra đó, trong một cái câu mà tán dương của bà Rhys Davids về Đức Phật, càng kính trọng Ngài, tôi càng hiểu biết Ngài, mà càng hiểu biết Ngài tôi càng kính trọng Ngài. Đó, chính vì lúc đầu có cái tính tâm, cho nên chúng ta đến đến chùa rồi chúng ta nghe pháp, tìm hiểu pháp, sau khi tìm hiểu rồi đó thì mới thực hành quy Tam Bảo, rồi thọ trì ngũ giới. Sau khi mà có cái niềm tin với Tam Bảo rồi chúng ta mới quy y. Chứ những người mà họ lòng còn cái tâm mà ngã mạn, cống cao ngã mạn đó, trời ơi, tôi là ở ngoài đời, tôi là ông bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là ông này ông kia ở cái địa vị ngoài xã hội, mà đi vô chùa mà bắt tôi quy, mấy ông sư có bằng cấp nào đâu mà kêu tôi quy, mấy ông sư có gì đâu mà có địa vị gì trong cái xã hội này đâu mà tôi quy,
Đó. Cho nên á, cái tâm cống cao ngã mạn, à, kiêu mạn này đó, nếu mà không dẹp bỏ được thì sẽ không có thấy được, không có gần gũi được Tam Bảo, không có thấy được pháp. À, cho nên á, là những người này sao, họ còn tham, mà còn tham thì còn sân, à, còn vô minh, còn si mê, à, cho nên là à, cái tâm nó chạy theo à, trần cảnh bên ngoài, sắc thinh vị xúc, rồi tài tình danh lợi, à, mà còn chạy theo những cái đó, đó, nó là cái gì? Nó là kiết sử, là những sợi dây, à, nó sẽ trói buộc chúng sanh đó. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ, có hiểu biết, à, giảm thiểu được cái lòng cống cao ngã mạn, à, khép mình, biết quý trọng, kính trọng Tam Bảo, thì lúc đó chúng ta mới có thể gần gũi rồi học hỏi. À, cho nên á, là chúng ta thấy rằng đa số chúng sanh ngoài đời thì họ sao? Họ còn đam mê trong vật chất của thế gian, à, cho nên họ còn say đắm nhiễm trong cái đó, thì làm sao mà họ thấy được pháp? À, lúc đó đó họ quý trọng vàng bạc vật chất tiền tài danh vọng hơn là pháp. À, cho nên á, chỉ có khi nào mà chúng ta có trí tuệ phân biệt được, à, cái nào là chánh pháp, cái nào là tà pháp, à, cái là nào là những cái pháp chế định tục đế của thế gian, và những cái pháp nào là chân đế, à, thì lúc đó chúng ta mới có niềm tin. À, cho nên á, là tính là người thứ hai ở đây là cái ý nghĩa là như vậy. Nhưng mà nhờ có cái trí tuệ và cái niềm tin chân chánh rồi đó, luôn luôn cái người này đó, à, sẽ làm bạn với các cái thiện pháp. Còn nếu mà có niềm tin với tà tính thì người này sao? Làm bạn với tà pháp. Mà tà pháp á, thì tà tư duy, tà kiến, tà niệm, tà định. Đó. Cho nên đó là chúng ta phải biết được những cái pháp nào nó sanh khởi, để mà nó trở thành những pháp để dẫn dắt những cái pháp khác. À, cho nên cái chánh tín nó là một trong những cái điều tối quan trọng để dẫn dắt chúng ta. Mà muốn có chánh tín thì phải có cái chánh trí. Mặc dù cái chánh trí này nó là phàm, cái chánh tín này nó cũng còn phàm, nhưng mà khi mà chúng ta có được hai cái yếu tố này rồi thì các cái yếu tố thiện pháp, à, nó sẽ sanh. Còn nếu mà hai cái hạt giống, cái chánh trí và chánh tín này không có, thì tất cả những cái pháp khác nó khó mà sanh khởi. À, do đó chúng ta mới thấy rằng cái niềm tin nó rất là quan trọng. Bởi vì trong cái bài mà Đức Phật mà dạy cho người Ca La Má, là cái niềm tin á, không có nên mà thiết lập một cách vội vàng, không nên vội vàng đặt cái niềm tin vào những cái đồn đó, những cái truyền thuyết, cái truyền thống. À, mà muốn hiểu biết, muốn
đặt một cái niềm tin á, thì phải giống như là cái người mà thử vàng vậy đó. À, phải xem xét cẩn trong một thời gian, à, so phải thực quả bây giờ, coi coi phải là cái giống này nó tốt không, nó cho cái mùa màng có lợi lộc nhiều không. À, cái người bán thuốc thì họ quảng cáo, họ nói thuốc họ hay đó, là thuốc này là trị bá bệnh, à, từ mà ung thư xơ gan rồi gì trị cũng hết á. À, nhưng mà mình nghe qua, mình chưa thử, làm sao mình biết được. À, bây giờ mình phải thử. À, mình thử rồi mình mới biết cái thuốc này nó hay hay là nó dở. À, thành ra đó, quý vị thấy không? Các cái vị giáo chủ khác đó là phô trương khoe khoang cái giáo pháp của mình thế này thế khác. À, còn đối với Phật giáo, không bao giờ Đức Phật mà đi quảng cáo cái giáo pháp. À, tự mọi người có trí tuệ để xem xét, để hiểu biết, để phân biệt. À, rồi người nào hữu duyên thì họ sẽ tự đến. À, còn những cái người mà họ không có duyên, họ thiếu nhân duyên, thì mình nói với họ cũng bằng thừa, vô ích thôi. Hả? Khi mà cái người mà có niềm tin đó, hữu duyên rồi, thì người ta sẽ tự động người ta đến, ta nghe, ta tìm hiểu, ta học hỏi. Rồi sau khi học hỏi hiểu biết đầy đủ, đúng đắn tốt đẹp rồi, thì tự động người ta sẽ thực hành. Cho nên á, là chúng ta muốn có sự tiến bộ, thì trước hết chúng ta phải dung bồi cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của mình. Rồi chúng ta phải xác lập một cái niềm tin chân chánh, tin vào gì? Tin vào tầm bảo, tin vào cái quy luật định luật của nhân quả, tin vào cái định luật của tam tướng bất di bất dịch đối với tất cả các pháp ở trong thế gian này. Đó là vô thường, nó luôn luôn là thay đổi, không có gì là nó mãi mãi trường tồn, không có gì mà nó hoàn toàn nó đứng yên. Chính vì nó luôn luôn nó thay đổi, cho nên nó mới khổ, đem đến những cái điều bất tội nguyện, nó bức bách, làm cho chúng sanh khổ sở, khổ đau, mà chúng ta không làm gì được, ta không điều khiển được, chúng ta không kiểm soát, chúng ta không áp đặt được, nó sanh diệt theo cái quy luật của nó, theo cái định luật nhân quả của nó, mình muốn làm gì được hết á. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta mới mở lòng, mới giảm thiểu được những cái tham muốn, mong cầu, mà tham nó giảm thiểu được thì sân sẽ giảm thiểu. Mà khi mà tham sân giảm thiểu thì lúc đó si mê vô minh giảm thiểu, mà si mê vô minh giảm thiểu thì trí tuệ nó tăng trưởng.
Cái quy luật nó là vậy. À, cho nên á, là khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết thì chúng ta sẽ bớt đi những cái tham muốn, những cái đam mê, à, rồi sao cái tâm khống vật, à, sai đắm theo thế gian, nó sẽ lần lần nó giảm bớt. Nên mà khi mà chúng ta hiểu biết được thì sao, chúng ta diệt lần mở ra lần lần những cái kiết sử, những cái sự trói buộc, những cái chấp thủ, à, chấp thủ về danh, về sắc. À, chính vì sự chấp thủ mới tất cả những cái phiền não nó sẽ sanh khởi. À, cái chấp thủ nó là cái miếng đất màu mỡ để cho bất thiện khởi. À, con ngược ấy cái sệ, à, đi luôn nát đóng nó mua của thầy á, dạ không biết, à, đủ gì còn nghe không, à, dạ, tại vì cái đường truyền bây giờ thì nó không có ổn định, thành ra cũng mong là đạo tràng quan hỷ thông cảm. Bây giờ cái này cái cái này là ngoài cái sự mà kiểm soát của chúng ta rồi. À, hả, lúc nào mà nó muốn cho quý vị nghe thì nghe. Chứ giờ sư thì cũng không có làm sao được. À, hôm hổm là cũng định đổi cái 4G. À, nhưng mà khi mà định mua cái sim với cái 4G đó, thì người đó hỏi á, thì nó nói thì cũng vậy á, do cái đường truyền, do cái đường truyền bây giờ thì quý vị biết rằng nó qua nhiều cái hệ thống, cái đường cáp để đi quốc tế, rồi do cái vệ tinh rồi đủ thứ hết á, cho nên là hôm trước thì cũng có đi xuống dưới Mỹ Tho, à, định mua cái 4G đó. Nhưng mà rồi thấy người ta nói thì bây giờ 4G, 5G gì thì cũng vậy thôi. À, cũng không có cái nào mà nó hoàn toàn mà xuyên suốt được như hồi trước. Tại vì bây giờ những người mà ta sử dụng cái internet rất là nhiều. À, thành ra có gì thì cũng mong là quý Phật tử cũng như chư quý tôn đức quan hỷ thông cảm nha. Bây giờ mình trở lại cái bài học ha. Thì cho nên là chúng ta khi mà muốn tu tập thì chúng ta phải học, phải nỗ lực học, pháp học. À, rồi sao phải phát triển về cái trí văn, và học hỏi, so sánh, tìm hiểu cho nó cặn kẽ, đúng theo lời dạy của Đức Phật. Mình có phải có cái sự so sánh, mình học. Nhưng mà quý vị biết không, bây giờ kinh điển mặc dù nói là chánh tạng nhưng mà đều có cái đâu phải cái nào cũng là tất cả là nó đúng theo lời dạy của Đức Phật đâu. Bởi vì các pháp mà Đức Phật dạy nó trải qua 2560 năm rồi. À, hôm nay là 14
sắp sửa chúng ta đón chào cái Phật lịch 2563. Thì nhớ biết là đúng không? Như là 2563. Thì quý vị biết rằng nó trải qua một cái 2564 ha. Dạ, dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Sư thì có nhiều khi thật sự mà nói, có nhiều khi thứ mấy cũng không biết, mà ngày mấy cũng biết, chỉ lâu lâu ngó ngó vô cái tấm lịch để biết là cái ngày rằm 14 vậy thôi, 29 rồi vậy thôi, chứ còn nó nhiều khi bất ngờ mà hỏi bữa nay thứ mấy, ngày mấy không nhớ. Hiện tại là bây giờ là 2563 là ngày mốt là mới chính thức là 2564 rồi. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thành ra suốt cái thời gian nó dài như vậy nó ít nhiều nó cũng bị pha trộn Tại vì ta nói tam sao thì thất bổn từ cái truyền khẩu, từ cái truyền khẩu rồi nó được những cái lần kết tập đến lần kết tập lần thứ ba đó thì mới được viết trên cái lá buông rồi từ cái Bali nguyên thủy ở Ấn Độ rồi nó chuyển sang Bali của Tích Lan, rồi từ Bali Tích Lan nó mới chuyển qua Bali của Miến Điện, của Thái Lan, của Lào, Campuchia. Cho nên ít nhiều nó cũng có sự sai lệch. Thành ra đó, chúng ta phải biết cái lời Đức Phật là chúng ta đọc, rồi chúng ta phải xem xét, chúng ta suy tư, chúng ta so sánh với kinh, so sánh với luật. Những cái pháp này khi mà thực hành á, nó đem đến sự giảm thiểu các cái phiền não hay không? Thực hành các cái pháp này á, nó có thanh lọc các cái phiền não hay không? Thực hành các pháp này đó, nó có làm cho những cái điều bất thiện giảm thiểu hay không? Khi mà chúng ta thực hành nhưng mà chúng thấy cái pháp này sao nó không đúng, nó làm tạo cái sự vướng bận, nó không đem đến cái sự an ổn, nó không làm cho những cái phiền não giảm thiểu, thì mình kịp thời mình so sánh, mình biết rồi thì mình phải sửa đổi. Đó. Có một cái vấn đề ăn không mà nó xảy ra rất là lâu đời. Khi mà Đức Phật dạy là người tu thì dễ nuôi, kể ai có cho gì ăn nấy, có gì dùng nấy, tri túc chứ không có chấp thủ vào một cái gì hết. Mình tu thì phải buông bỏ, phải thanh lọc tâm, phải dễ nuôi. Mà cứ cái vấn đề mà chai mặn, không biết bao nhiêu đời nay cứ bị cái vấn đề này nó chi phối hoài. Thành ra đó, có nhiều lúc á, nói về vấn đề chai mặn, bây giờ mà nói hoài thì người ta có sự chấp thủ, mình cũng chịu thua. Mà với cái người mà nó không có trí tuệ rồi đó, không có hiểu biết về các cái pháp nào nó là chân đế,
cái nào là chánh pháp, cái nào là phi pháp, mà mình nói chuyện với những người đó, mình giải thích với người đó, giải thích không có được. À, mà họ hỏi mà mình không nói à, thì nhiều khi họ nói mình là khó khăn, ngã mạn thế này thế khác, mà giải thích với họ đó rất là mệt. À, rồi nhiều khi mình nói thẳng, nói thật đó. À, mình nói bằng sự thật, bằng chân lý thì họ giận. À, bây giờ quý vị nghĩ là một cái đứa trẻ đó, nếu mà nó không đến trường, không học hỏi gì hết, mà chỉ cần ăn hay không á, thì nó có kiến thức hay không? Kiến thức về đời thôi, chứ đừng nói gì cái gì khác. À, mà người ta cứ nói là ăn chay, ăn chay, ăn chay, ăn chay. À, rồi mình giải thích á, nếu mà những con vật ở trong rừng, con khỉ tối ngày nó ăn trái cây không à, con gấu trúc nó ăn tối ngày nó ăn đọt, đọt tre không à, à con trâu bò nó ăn cỏ không à, à mà nó có thành gì không? Ngá ngọ cũng là ngó, ngá ngọ, trâu cũng là trâu à. Đó, chính nhờ chúng ta có học hiểu, à, chúng ta phân biệt được điều đúng, điều sai, điều thiện, điều bất thiện, cái nào là chánh chơn, cái nào là phi chơn, cái nào là chánh pháp, cái nào là tà pháp. À, rồi sao? Rồi mình phải thực hành. Mình phân biệt không mà mình không thực hành hết, chưa đem đến cái lợi ích. Thành ra đó, mình phải có cái sự suy tư. Cái suy tư rồi xong chúng ta phải có cái tác ý. À, chúng ta kịp thời chặn đứng, ngăn ngừa, diệt trừ những cái tác ý bất thiện. Chúng ta dung bồi, phát triển cái tác ý thiện. Thì như vậy á, chúng ta mới có sự chuyển hóa, mới có sự tiến bộ. À, cái con bướm hay là con chuồn chuồn hay là cái con ve ve, sao nó phải lột bỏ được cái vỏ ấu trùng thì nó mới phát triển, nó mới trở thành con bướm để bay được. À, cái con bà mũ nó phải lột bỏ được cái vỏ của nó ở dưới nước. À, rồi nó mới có cánh, có đồ đầy đủ thì mới trở thành con chuồn chuồn, mới có thể để bay tung tăng ở trên cái khoảng không. À, con dê dê nó ở dưới cái gốc cây hút cái nhựa cây, rồi đến một cái thời gian đầy đủ rồi nó phải bò lên. À, nó lột bỏ cái xác chặt hẹp đó, nó phát triển lên, à mới có đầy đủ cánh rồi kia nọ, à mới có được những cái âm thanh. Chứ còn nếu mà nó không có bỏ được cái đó, nó chấp như vậy thì làm sao nó phát triển. À, thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật trở về thăm Đức Vua Tịnh Phạn, à, thì lúc đó tâm của Đức Vua đó rất là sầu não. À, tại vì sao? Tại vì cái sự luyến ái, thương mến, trời ơi, con của tôi mà nó, ổng không chịu ở cung vàng điện ngọc. À, rồi cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con xinh, tài sản vương quốc, ổng bỏ hết, từ bỏ đi xuất gia, ôm bát đi trì bình khất thực. À,
Đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới biết được cái phiền não của Đức Vua Tịnh Phạn. Bắt đầu Đức Thế Tôn mới thuyết pháp. À, chính vì Bồ Tát, chính vì Thái Tử từ bỏ cái cung vàng điện ngọc, tất cả vương quốc nè, để xuất gia. À, thì Đức Phật mới nói với Vua Tịnh Phạn đó: Bệ hạ, hy sinh một người con, một thái tử, à, vương quốc hy sinh một thái tử để cho thế gian có được một bậc thánh nhân, để cho tam giới có được một bậc chánh đẳng chánh giác. À, thì cái này nó rất là, cái sự hy sinh này rất là cao quý, phải không? Đó, phải lột bỏ hết tất cả những cái dính mắc, cái tham chấp, thì nó mới trưởng thành, nó mới phát triển. À, chúng ta học Phật pháp, nhưng mà chúng ta phải suy tư, phải nhìn lại, mình phải phản tỉnh, mình nhìn lại chính mình. Mình học, nhưng mà mình có sửa đổi chưa? Mình có chuyển hóa chưa? Mình có gọt, đục đẽo những cái chỗ mà nó chưa hoàn thiện chưa? Đó. Cái viên kim cương nếu mà nằm ngoài tự nhiên thì nó đâu có đẹp. Cái viên ngọc ở ngoài tự nhiên nó đâu có đẹp. Cái mẫu quặng vàng nó nằm ngoài thiên nhiên, nó pha lẫn tạp chất, nó có gì đâu quý, không? À, phải nhờ thợ, người ta gọt, dũa, người ta đục, người ta chạm, khắc. Đó. Rồi vàng, những cái quặng vàng ta phải nấu lên, à, ta nghiền nát, ta tẩy, rồi nấu lên, rồi gạn lọc nhiều lần thì mới có được cái vàng tinh chất. Đó. Chúng ta phải tự mình, à, mình phải biết, à, mình sửa đổi lấy mình. Chứ sự thật ra cái này mà người này người kia mình kêu mà, à, chỉ dẫn góp ý thì khó. Cái điều này, à, trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rồi, à, chỉ có tự thân mình, chỉ có chính mình sửa đổi lấy mình. Này, còn Đức Phật pháp là chỉ cho mình cái phương pháp thôi. À, ngài giống như một cái vị danh y, nào, ngài đã nghiên cứu tìm ra những cái vị thuốc, à, ngài chỉ cho mình, rồi mình phải đi tìm, à, đi tìm những cái vị thuốc đó, à, mình mua hay là hoặc là mình tìm đầy đủ về á, mình phải chịu cực, mình nấu lên, à, ba chén còn một chén, hay là hoặc là ba chén còn 8 tô đó, à, uống, à, mà không phải uống một thang hết, bị gì cái bệnh mình là cái bệnh nó thâm căn cố đế hồi đời cố lỷ cố lai nào rồi, cho nên bây giờ uống mới một thang hai thang mà biểu nó hết thì sao nó hết. Thành ra bây giờ mình phải lâu dài, à, thì mới hết bệnh được. Đó. Đó, cái này nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. Đó, thì quý vị đọc trong kinh, ngài đâu phải một kiếp mà ngài được chánh đẳng chánh giác được, trải qua không biết bao nhiêu kiếp sống, à, ngài đã tạo trữ các pháp độ để mới trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Nếu cái viên ngọc nó đẹp nhưng mà nó khác với cái viên kim cương, à,
cái viên kim cương quý vị thấy nó có lấp lánh nhiều ánh sáng. Nhờ sao? Nhờ cái người thợ người ta cắt gọt tới 72 cái cạnh, cái mặt của nó. Còn viên ngọc thì sao? Chỉ mài dũa sơ sơ là thành viên ngọc rồi. Nhưng mà so sánh giữa cái vẻ đẹp của viên ngọc và cái viên kim cương thì hai cái nó khác nhau, phải không? Đó, thành ra đó, cái gì cũng của nó. Thì làm sao mà có đồng lương nó cao được đó. Cho nên là mình phải sửa lấy mình, mình đặt cái mục tiêu lấy mình. Bây giờ mà những cái mục tiêu mà cao xa quá thì mình chưa dám. Bây giờ mình đặt cái mục tiêu là trong kiếp này tôi ráng tôi trở thành phàm nhân có giới hạnh, phàm nhân có trí tuệ, cái đã, ngay trong cái kiếp sống hiện tại này cái đã, còn trở thành bậc thánh hữu học gì đó để từ từ. Ngay tại cái kiếp sống này mà mình không chịu lo mình học, mình không lo mình sửa đổi, mình không có chuyển hóa được, mà muốn có làm giảm thiểu những cái phiền não, mình không thanh lọc những cái ô nhiễm trong nội tâm, mình không dung bồi được những cái trí tuệ, rồi mình mong giải thoát, mong đạo quả, mong niết bàn thì làm sao mà có. Cho nên là cho đến khi nào mà chúng ta diệt trừ những cái tham muốn, rồi từ bỏ những cái đam mê, sống với trí tuệ hiểu biết đầy đủ, không còn phóng dật, thì lúc đó chúng ta hiểu biết Phật pháp và chúng ta phải trân quý Phật pháp như là cái mạng, như là cái tài sản. Đức Phật dạy sao? Mình phải biết quý trọng cái giới, giống như là cái người mà còn một mắt, không? Bây giờ mình hai mắt thì mình còn mắt nhắm mắt mở. Thế còn bây giờ cái người mà họ còn có một mắt thì họ sợ lắm. Bây giờ nếu mà mất hết hai mắt rồi thì còn gì đâu mà thấy đó. Cho nên là mình phải gìn giữ. Đức Phật nói là mình phải ráng mình gìn giữ cái giới, cái trí tuệ của mình, cái niệm, cái tuệ của mình đó, giống như là gìn giữ cái con mắt mà còn lại vậy đó.
đừng có dễ vui. À, khi mà chúng ta dễ vui thì sao? Thì sẽ đam mê phóng dật đắm nhiễm. À, cho nên là bây giờ mình phải ráng cố gắng. Mà khi quý vị diệt trừ, lột bỏ được những cái chấp thủ, những cái chập chọi hẹp hòi, thì quý vị mới đạt được cái sự tự do. À, nếu mà cái con nhộng, à, con bà mụ, à, nếu mà không lột bỏ được đó thì nó đâu có trở thành con bướm, con chuồn chuồn được. À, thành ra cái gì nó cũng phải, người ta nói cái gì nó cũng phải phải có cái giá của nó. À, cái gì nó cũng phải đánh đổi, không ai cho không ai cái gì đó. Cho nên á, mình bây giờ mình đổi mình lợi quá chứ. À, mình đổi từ phàm nhân trở thành thánh nhân, mình đổi từ cái người phàm phu trở thành một bậc có trí tuệ, mình lời chứ mình đâu có lỗ gì đâu. Nhưng mà sao? Cái gì mình còn dễ vui, à, mình còn tham muốn, mình muốn thụ hưởng. Trời ơi, mới 2-3 giờ khuya mà dậy thành thiền nữa, mệt quá, dậy không nổi, 6 giờ tôi mới dậy được. À, thành ra đó, chúng ta còn say đắm trong cái giấc ngủ, à, còn thỏa mãn trong cái hưởng thụ, thì làm sao mà mình phát triển cái sự tu hành của mình. Đó. Chừng nào mà mình từ bỏ được những cái dễ vui, những cái tham muốn, chấp thủ, à, mình có sự nỗ lực tấn, à, thì mình sẽ tiến bộ. À, còn mình học cho nhiều, à, hiểu biết pháp cho nhiều, nhưng mà không hành, à, mình còn giải đãi, còn dễ vui. Trời ơi, nóng quá tu không được, trời ơi, lạnh quá tu không được, đói quá tu không được, no quá tu không được. Đó. Thì sao? Thì mình còn nằm ở trong cái vỏ, cái chập chội, à, rồi mình than. Mà bây giờ biểu mình lột bỏ cái vỏ đó để mình ra ngoài thì cũng chịu. À, mình sợ cực, sợ khổ. À, con gà mẹ nó ấp, à, cái hơi nóng đầy đủ rồi, nhưng mà bây giờ con gà con á, nó không chịu, không có chịu đập vỡ cái vỏ để vươn ra thấy ánh mặt trời, để hít thở không khí, thì làm sao nó trưởng thành, nó lớn lên được. À, cho nên chúng ta phải nỗ lực tự chuyển hóa mình. À, phải thanh lọc những cái ô nhiễm ở trong nội tâm, rồi phải nỗ lực tinh tấn thực hành. À, phải có một cái niềm tin vững chắc, mặc dù cái niềm tin của mình cũng còn phàm, cái trí tuệ mình còn phàm, nhưng mà mình xác lập được cái hướng, phương hướng đúng đắn, à, thì mình sẽ đạt đến. À, còn mà mình dễ vui giải đãi, à, thì sẽ còn nằm ở trong cái vỏ, còn chật chội, tù túng, chật hẹp, à, rồi còn khổ đau. À, thành ra đó, cái đó là tùy mỗi chúng sanh, à, tùy theo khả năng điều kiện mỗi người để mình nỗ lực mình tu tập. À, do đó mà chúng ta nhanh hay chậm, à, rồi khổ đau còn nhiều hoặc ít, à,
còn trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi này như thế nào đó là do chúng ta chọn. Đức Phật đã chỉ dạy phương pháp, cách thức thực hành, mà mình không chịu thực hành thì mình sẽ còn đau khổ trôi lăn trong nhiều kiếp sống. Còn nếu mà chúng ta nỗ lực thì sẽ đạt đến an vui, phá vỡ được những cái vướng bận chật chội khó khăn, vượt thoát đến an vui tự tại và hướng đến sự giải thoát. Thì cũng cầu mong tất cả quý vị bài học hôm nay sẽ có được những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm để chúng ta thực hành. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể Khang An, kính chúc quý tôn nữ cũng như tất cả quý Phật tử có nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên hoan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Thì chúng ta sắp sửa bước sang cái Phật lịch 2564, thì cũng chúc tất cả luôn luôn có một cái niềm tin, một cái trí tuệ sáng suốt và hướng về con đường chánh pháp để đem đến sự an lạc cho bản thân và đem đến an vui cho tất cả chúng sanh. Cầu mong cả đều an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay, để bài học đem đến nhiều lợi ích, những cái kinh nghiệm quý báu. Bây giờ xin mời đạo tràng Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính đảnh lễ ơn thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, nhất là cái câu mà gọt dũa. Dạ, con thấy cái câu này có lý lắm bạch sư. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tách nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu, và kính mời quý vị mời những cái bàn tay xinh đẹp đưa lên để mà có gì thắc mắc, nhất là cô tu nữ Tuệ Duyên nè, Nguyên Trang nè, Chích Tâm Phương nè, và Xà Thú. Và cho Nhục Quỳnh nói một câu nữa rồi Nhục Quỳnh dừng mic cho cô Tuệ Duyên nha. Và hôm nay Nhục Quỳnh thấy cái nít Lập Quang nè là rất là yên ổn. Mấy bữa kia thì thấy chạy ra chạy vào rất là tội nghiệp luôn, mà hôm nay thấy đã rất là yên ổn. Nếu mà một chút nữa có thể thì Nhục Quỳnh mời bàn tay quăng thương mít trao đạo tràng một cái cho mạnh dạng lên nha. Đó, mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thú lành thay. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sơn. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh, ngài Trí Đức cùng chư tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, hôm nay thật là cũng có một cái duyên lành để con nghe được bài pháp của ngài, nhất là bài pháp hôm nay rất là sâu sắc. Nếu mà người không học pháp nhìn vô thì thật là khó hiểu, nhưng mà người học rồi nhìn vô cũng không phải là dễ. Thì con trước tiên thì con lên kính đảnh lễ với ngài, và để ngài Pháp Thanh dùng tách trà thì con xin hỏi một câu. Trước tiên thì cái đề bài, cái chữ là rồi từ từ mới đến sau. Bây giờ lại vài qua rồi.
Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Quần Tiên là Tương Ưng Chư Thiên là 4 Phẩm Quần Tiên bài là gì 6 Lòng Tin. Thì bây giờ bỏ qua mấy cái đó thì con chỉ hỏi trước tiên là con hỏi chữ là tạp và đại, biệt và tạp đại, là xin ngài phân tích giùm con hai cái chữ này. Khi mà người mà không học pháp nhìn vô hai cái chữ này cũng là bối rối nữa. Trước tiên là cái chữ tạp với đại, rồi cái chữ sau là biệt tạp. Dạ đúng rồi. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì khi ngài giảng xong rồi ngài phân biệt dùm cho con là thực tính pháp và thực tướng pháp, để cho những người mà chưa từng nghe, bây giờ mình nghe mình mới nhìn vô, mình phải phân biệt, mình phải biết phân biệt như thế nào nó là tạp đại, rồi biệt tạp đại, rồi mình phân biệt như thế nào là thực tính pháp, rồi thực tướng pháp, rồi nó dài lắm, cho nên nhưng mà con chỉ hỏi như ngài như vậy rồi ngài phân tích rõ để cho chúng con học như thế nào mà mình nhìn vô là mình phải biết đó là thực tính và thực tướng, rồi trí tuệ nó mới sanh lên. Dạ con xin kính nhân mất đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào một cái cây á, thì chúng ta nhìn thấy cành lá, bông hoa gì đó, chứ mình không thấy được cái lõi cây, không thấy được cái rễ cây. Mình chỉ nói là cái cây này tốt quá, cành lá xum xuê quá, bông hoa nhiều quá. Chúng ta để ý những cái bề ngoài không à, mà cái cốt lõi của cái vấn đề mình không thấy. Chứ thật ra đó, tại vì sắc thì sắc theo từng loại, theo tự. Là khi mà các vị trưởng lão, các vị A Xà Lê đó kết tập tam tạng đó, thì sắp xếp theo như vậy là bộ kinh thì nó có trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, rồi tiểu bộ, là theo cái thứ tự. Những cái bài kinh dài thì để vô trường bộ. Rồi những cái bài kinh nó ngắn vừa phải thì để vào trung bộ. Rồi tương ứng là những cái pháp này á, nó coi như là giữa liên quan giữa các cái pháp. Anh ra đó, bây giờ chúng ta đừng có để ý đến những cái tiểu tiết này. Tạp ở đây á chỉ là tạp phẩm. Tạp phẩm đại có thể là nó cũng nằm một cái phần nào đó trong các cái đại các cái bài kinh đại phẩm. Rồi biệt tạp á, là những cái phần riêng, những cái tạp phẩm nhưng mà nó có những cái phần riêng biệt. Thì nó đại khái mình hiểu như vậy. Nhưng mà những mình đừng đọc vô, mình đừng có tìm hiểu qua cái này chi. Cái này để cho quý vị, nếu mà quý vị còn hoài nghi
Cái dịch giả đó, khi mà để như vậy, còn nếu mà quý vị mà còn hoài nghi đó, quý vị sẽ tra cứu vô những cái ở trong phía sau đó, nó có những cái phần chú giải. Thí dụ như nó để tạp thì có tạp sự nè, hay là hoặc là đại phẩm gì đó, đó người ta để tắt thôi. 2, 3, 4, 5 b thì mình sẽ tra cứu, mình so sánh lại coi cái dịch giả đó, đưa lên những cái bài kinh này nó đúng như vậy không, đúng cái lời Đức Phật dạy không, để mình tra cứu, mình so sánh, mình tìm hiểu để không còn hoài nghi. Thành ra đó, cái đây là một cái điều để quý vị thấy rằng nó có ở trong cái kinh của Nam Truyền. Đó. Chứ mình học đừng có, còn nếu mà bây giờ mình học mình tìm hiểu thì mình không có thời giờ, đừng có tìm hiểu quá này chi. Mà mình tìm hiểu cái gì, cái đại ý, cái cốt lõi trong cái bài kinh này, cái đại ý nó là cái quan, cái điểm then chốt, cái quan trọng nó là như thế nào. Đó. Thành ra đó, chúng ta phải đi sâu, gạt bỏ đi cái cành lá, nhánh vỏ bên ngoài. Cành nhánh lá vỏ bên ngoài là nó chỉ là vật trang trí thôi. Còn cái quan trọng là mình thấy được cái cốt lõi, cái cây này nó chắc, nó quý, nhưng mà nó quý ở trong cái lõi cây á, mình sẽ sử dụng. Còn cành lá nhánh nhóc chỉ là trang trí cho nó đẹp chơi thôi, đúng không? Chứ rồi mai mốt cũng bỏ. Mà cái quan trọng là cái cốt lõi của cái cây. Thành ra đó, trong bài kinh Đức Phật cũng có ví dụ, nhiều người đi vô rừng muốn tìm cái lõi cây, nhưng mà rồi vô cái, trời ơi, tìm cái lõi sâu quá không thấy, thôi chặt lấy cành nhánh vác về. Rồi có người thì thấy không, cành nhánh không quan trọng, lấy cái vỏ, lấy cái vác cây đem về, cái lõi nó khó lấy quá thôi. Thành ra đó, những cái ý nghĩa thâm sâu á, mà không phải dễ thấy. Cho nên là chúng ta phải dùng trí để thấy được cái điều nào là cái điều quan trọng. Ở đây á, chúng ta thấy là gì? Cái kết thúc nó là gì? Chớ đam mê phóng dật, chớ đắm say ái dục, thiền tư không thống dật, đạt tối thắng lạc. Muốn đạt được cái quan trọng là cái tối thắng lạc này là niết bàn á, thì sao? Thì phải từ bỏ những cái tham muốn thống dật, đắm say trong tài tình danh lợi, sắc thinh vị xúc. Đó, phải đi vào gì? Phải đi vào thiền tuệ, việc từ cái tâm dễ vui không phóng dật thì mới đạt được cái sự an lạc. Đó. Còn bây giờ mà mình cứ lu bu, mình lo, mình tìm hiểu qua cái từ ngữ, thành ra đó, mình phải gạt bỏ đi những cái tục đế chế định, gạt bỏ đi những cái từ ngữ thì mình mới thấy pháp. Thành ra đó, ở trong Đạo Đức Kinh đó, Lão Tử nói sao? Danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Cái ngôn từ của nó dùng để truyền đạt cho mọi người hiểu thôi. Nhưng mà cái ngôn từ á, nó cũng có thấp có cao. Cái đạo cũng vậy.
Mà khi mà mình muốn thấy được cái đạo đó thì phải bỏ hết tất cả các cái bên ngoài, giống như hồi nãy sư nói đó, cái con bướm bướm là muốn trở thành cái con bướm đẹp đẽ để bay tung tăng thì phải lột bỏ được cái vỏ. Con tầm nó phải cắn bỏ cái ổ kén, rồi nó chung nó ngoài, phải lột bỏ được cái vỏ của nó thì nó mới trở thành con bướm. Thì chúng ta cũng vậy, học chúng ta phải hiểu, rồi chúng ta gạt bỏ đi cái từ ngữ. Nè, ông thầy cũng vậy, ông thiền sư cũng vậy. Thở vô, thở ra. Thở vô phải biết thở vô, thở ra biết thở ra. Cái người sơ cơ thì phải niệm mà thở vô thở vô thở ra hoặc là phòng sộp phòng sộp là cái người sơ cơ mới bắt đầu tập. Nhưng mà khi mình tập rồi một thời gian á là mình phải bỏ, tại vì cái khi mà mình dùng cái danh từ mình niệm nó là tục đế, mình muốn thấy được chân đế là cái gì, phải thấy được cái danh và sắc, thấy được cái chuyển động của cái hơi thở. Chứ mình cứ chắc là trời ơi, hồi mới vô nghe dạy phòng ngà sọp à, tôi cứ ngồi tôi niệm như hoài, niệm hoài như vậy á là mình dính mắc vô cái từ ngữ, cái tục đế, thì làm sao mình thấy được cái chân đế rồi. Cho nên đó là mình phải gạt bỏ đi để mình tiến bộ. Đó. Rồi bây giờ muốn thấy được cái thực tính, mình muốn thấy được thực tính pháp không, thì mình phải từ bỏ cái chấp thủ về cái bên ngoài. Mình thấy được cái sâu xa bên trong. Đó. Mình muốn thấy nước bạn thì mình muốn bỏ qua được những cái ngôn từ thế gian, tại vì ngôn từ thế gian nó là chế định, mà cái niết bàn á, cái trạng thái của niết bàn á thì tự mỗi người sẽ thấy. Bây giờ người ta nói là niết bàn là hạnh phúc, niết bàn là an lạc, là cái danh từ trừu tượng để nói về một cái trạng thái nào đó. Nhưng mà cái trạng thái đó nếu uống được thì mình phải tự thực hành, chứ không phải là mình cứ nói là tôi giải thoát là hạnh phúc và an lạc đó. Thành ra đó, cái niết bàn nó là một cái trạng thái cao siêu. Khi đó cái vị hành giả tự cảm nhận được, không thể nào mà dùng cái ngôn từ chế định của thế gian để mà diễn đạt được. Cho nên á, Lão Tử mới nói đạo nó rất là cao siêu, cái niết bàn nó rất là cao siêu, mà bây giờ dùng cái ngôn từ chế định của thế gian này để diễn tả về cái đạo, cái niết bàn, cái giải thoát thì không thể diễn tả được. Mà mình phải ráng nỗ lực đi vào thực hành, mình phải ở trong đó thì mới biết được. Bây giờ một người nào đó nói với cô là trời ơi, ở sa mạc nó nóng dữ lắm, nhưng mà mình biết là nó nóng thôi chứ mình đâu cảm nhận được cái độ nóng của nó như thế nào. Một người nói ở vùng đó đó tuyết nó đổ, nước nó đóng thành băng, lạnh dữ lắm, thì cô chỉ mường tượng được thôi chứ cô đâu có cảm nhận được cái sức lạnh của nó là như thế nào. Thấy không? Chỉ có khi nào cô đi tới sa mạc
À, thì cô cảm nhận được cái sức nóng của nó là như thế nào. Khi nào cô tới à, những cái vùng mà cực bắc ha, thì con sẽ cảm nhận được cái lạnh nó là như thế nào. Chứ còn người khác diễn tả cho cô mường tượng thôi chứ chưa thấy được à, thì muốn thấy được thực tính là phải như vậy đó. Đó, thấy được thực tính của nó rõ ràng, cảm nhận được ngay giây phút đó cái pháp nó phát sanh là vậy à, mình muốn hiểu được thực tính của danh của sắc là ngay giây phút đó, lập tức, không qua một cái trung gian về từ ngữ nghĩa gì hết à, cô muốn thấy được thực tính của danh sắc. Bây giờ cô ngồi cô quan sát về cái hơi thở nha. Mình học mình hiểu rồi, nhưng mà mình phải thấy được à, cái chuyển động nha. Cái chuyển động nó là vô tri vô giác, nó chỉ diễn ra vậy thôi. Nhưng mà biết được cái chuyển động này nè, biết được cái luồng không khí nó đang di chuyển là cái tâm, là danh. Danh là luôn luôn là biết cảnh, còn vật chất là đối tượng á, nó là vô tri vô giác đó. Rồi mới hiểu được cái thực tính của danh là luôn luôn biết cảnh, đó là thực tính pháp. Thực tướng là sao? Là luôn luôn nó thay đổi. Cái chuyển động nó luôn luôn nó thay đổi, sanh diệt, sanh diệt. Nó hoàn toàn không có đứng yên. Đó. Cái thực tính là cái bản chất rõ ràng, không thay đổi. Còn cái tướng là nó hiển lộ ra bên ngoài. Đó. Bây giờ đó, mình ví dụ như cái dòng tâm của mình á, là cái dòng điện. Cái dòng điện thì nó chạy trong dây dẫn, làm sao mà thấy à. Nhưng mà bây giờ muốn biết có điện hay không có điện là cô phải bật công tắc lên, đèn sáng, bật công tắc cái quạt lên, cái quạt nó quay, nó chuyển động, thì cô biết à có điện. Đó. Cái ánh sáng, cái sự vận hành, cái chuyển động của cái quạt ấy, nó là thực tướng, nó lộ ra bên ngoài à, mình mới thấy được. Còn cái thực tính là nó nằm sâu bên trong, chỉ thấy bằng trí tuệ thôi. Tự cô phải thấy cái điều này, sư chỉ giải thích chứ cô đừng có nghe sư nói mà cô tin. Tại vì á, bởi vậy Ehipasiko là cái tính chất của pháp bảo là như vậy đó. Mình phải đến, mình thực hành, rồi tự mình hiểu biết ngay giây phút hiện tại đó nó như thế nào, biết như thế đó. Đó, để hiểu biết được cái thực tánh pháp à, thì giải thích là chỉ là giả thôi. Còn cái hiểu biết cảm nhận được đó, đó là tính chất của pháp. Phải tự mình đó là trí tu đó, để đạt đến những cái kinh nghiệm à, từ những cái kinh nghiệm nhỏ lần lần nó phát triển thành những cái kinh nghiệm lớn hơn, từ những cái trí tuệ, cái tệ hiểu biết à, mình nói tệ giác. Nó đi dần dần mỗi ngày một chút, mỗi ngày mình đạt được kinh nghiệm một chút, mỗi ngày mình có trí tuệ một chút, dần dần nó mới đạt đến để đủ sức để phá vỡ được tất cả những cái si mê vô minh nè. Thành ra cái này thì mình phải hiểu, phải học.
Rồi phải sao? Phải tự mình nỗ lực thực hành. À, đó, bây giờ muốn biết cái sức nóng ở sa mạc Sahara cỡ nào á, thì sao? Mày dành dụm tiền đi, mua vé máy bay đi qua bên gì đó, bên đó đó. À, rồi mình phải đi ở trên cái sa mạc đó vào cái buổi trưa đứng bóng đó, thì mới cảm nhận được cái sức nóng nó là như thế nào. À, mình muốn biết là cái lạnh của băng tuyết, hiểu không? Mùa vé máy bay, à, đi đến Canada gì đó, thấy không? Đó, cái mùa mà mùa đông mà băng tuyết ấy, mình mới, lúc đó mình mới cảm nhận rõ ràng cái sức lạnh của nó là như thế nào. Đó, thì lúc đó là mình mới biết được cái thực tính đó. Còn giờ mình nói mường tượng thôi. Kinh pháp nó chỉ là cái bản đồ. Bây giờ mình muốn biết được cái thành phố đó, cũng muốn biết được cái Sài Gòn nó đẹp cỡ nào, cái chợ Sài Gòn nó ra sao, thì cô phải đi tới. Chứ con nhìn trên cái bản đồ này nè, à, từ Vĩnh Long đi xe qua ngã ba Trung Lương, rồi qua Long An, rồi tới Bình Chánh, rồi tới Sa Cảng gì đó, là cái bản đồ. Mà cô ngồi lên cái bàn, cô nhìn ở trên cái bản đồ này thì cô không có cảm nhận, cô không thấy rõ được cái chợ Bến Thành nó như thế nào. Bây giờ mình lên xe, mình đi, à, trải qua vậy đó, đứng trước ngày chợ Bến Thành thì mình sẽ thấy rõ thực tính của nó như thế nào, ở trong đó đông đảo ra sao, buôn bán như thế nào. À, còn cái ngôi chợ đó, à, nó vuông, nó tròn, có mái lợp thế này thế kia, nó là thực tướng, nó hiện ra. Còn cái thực tính ở trong đó đó là hàng thịt, hàng cá, hàng rau, hàng cải, rồi buôn bán vàng bạc nữ trang như thế nào đó, mình phải đi vô trong cái chợ mới thấy được. Hả? Thành ra chúng ta học, à, rồi sao? Học rồi mình phải bỏ, mình mới có sự tiến bộ. Giống như mình phải lột bỏ cái vỏ. Con gà nó muốn trưởng thành sao? Nó phải phá vỡ cái vỏ bao bọc của nó. Con bướm nó muốn thăng hoa thì nó phải lột bỏ cái vỏ của nó, để nó mới phát triển, nó mới toàn vẹn. À, có cánh rồi có màu mè, màu sắc thế này thế kia, à, rồi cái cánh nó tốt cứng đủ sức rồi nó mới tung tăng nó bay trên hư không. À, thì nó như vậy đó. Đó, thì lúc đó mình sẽ hiểu biết được. Còn bây giờ tất cả chỉ là ngôn từ ở trên giấy, à, là bản đồ. À, còn mình muốn cảm nhận rõ ràng cái chân đế thực tánh thì mình phải đi sâu vô, à, thì mình mới thấy được cái cốt lõi của nó. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Trệ Duyên, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ alo ạ. Alo ạ. Dạ em ý chị Nhật Huỳnh lên, à, mà em thấy cũng cái người có ý kiến nên em mạn phép em lên trước khi chị Nhật Huỳnh lên. À, dạ. À,
con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Trí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh. Con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ con, nếu như mà theo như bài học này và trong như trong cuộc sống đó, thì con thấy là con là đúng là một kẻ ngu, mình chưa kẻ ngu và mình chưa có trí tuệ vì mình còn bị phóng dật trong cuộc sống rất là nhiều. Con muốn nói về chính con thì hàng ngày á con cũng cố gắng giữ năm giới, giữ tám giới, rồi tuy chưa là tốt lắm nhưng mà con cũng cố gắng, rồi con cứ lanh quanh nghe pháp, rồi học pháp, rồi cũng có suy tư pháp, cũng có tu tập thiền, rồi công việc gia đình, rồi điện thoại, rồi máy tính, thì con thấy là tất cả những thứ đó thì nó làm cho tâm con rất là trộn rộn, rất là phóng dật. Khi đang làm cái này á thì con lại nhớ đến cái kia, khi đang làm cái kia thì con lại nhớ đến cái nọ. Như vậy thì có cách nào để tâm con bớt lăng xăng trong cái cuộc sống đời thường này mà khi mà con chưa thể xuất ra được không ạ? Con xin Ngài chỉ rõ cho con để con tu tập, để có ngày con cảm thấy mình tiến hóa hơn. Dạ, con xin tri ân Ngài. Ngài, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính lãnh lễ chư tôn đức. Dạ, chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Thì thật sự ra đó, ở đời hay là mấy sư đi, ở chùa cũng vậy, thì nó cũng phải bận rộn với những cái công việc. Thì mình cũng phải lo học, rồi lo công quả, lo tu. Đó, thì cũng ai cũng bận rộn á. Nhưng mà thường thường đó là mấy cô ở nghĩ là ở nhà mấy cô công việc nhiều, chắc ở chùa mấy sư là ít bận rộn. Chứ sự thật ra hả, ở chùa nó cũng bận rộn còn hơn nữa. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta còn phàm nhân á, cái tâm của chúng ta nó còn dính mắc trong đồng. Mình làm công việc này là mình phải tính, làm suy nghĩ, làm những công việc tới, việc kia, việc nọ, đủ thứ hết. Thì đó là cái sinh hoạt tâm của phàm nhân. Bởi vì người ta mới nói là tâm duyên ý mã. Tức là tâm giống như con dượng vậy đó. Nó không có bao giờ ngồi yên hết. Nó lăn xăng, nó chuyền cành này cành nọ. Thấy không? Con ngựa thì đâu bao giờ mà đứng yên. Nó chạy tới, chạy lui. Cái tâm mình cũng vậy. Khi thì nó chạy về quá khứ, tưởng nhớ việc đã qua. Khi thì sắp xếp tương lai. Chứ không bao giờ nó chịu yên trong cái hiện tại. Bởi chúng ta muốn mà giữ nó trong hiện tại thì phải tập. Tại vì cái tìm này nó từ nhiều đời, nhiều kiếp, cái tâm mình nó sinh hoạt.
vậy đó, nó dục bắt lại mình. Dạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À dạ, cảm ơn cô Nguyên Trang đã cho biết tín hiệu. Dạ. Thành ra đó, lâu lâu mình phải tự phản tỉnh mình xem xét. À, mình làm nãy giờ mà mình đang làm cái gì mình có biết cái đó hay không? Bây giờ mình đang nấu ăn. À, mà mình có chú tâm vô cái vấn đề mình nấu ăn không? À, bên này mình nấu nồi canh, bên kia mình để cái nồi kho. À, mà mình lo mình nấu cái nồi canh riết quên để ý cái nồi kho nó trái khác. À, cho nên á, khi mà mình nấu mình biết à, bây giờ nấu canh nhưng mà kế bên nó có cái nồi kho, nhớ để ý nó, không thôi hồi nó khét. À, mình phải có cái tắc ý từ trong nội tâm, mình phải nhớ cái nồi kho thì nó mới nhớ, chứ không thôi mình chú vô cái nồi canh nó xào nó rồi này kia nó nêm rồi gì đó, quên cái nồi kho, hồi cái nó bắt đầu nó mùi nó bốc lên đó, thì lúc đó mình mới chợt nhớ là nó khác hết rồi đó. Thì tâm phàm nhân ai cũng vậy, cho nên mình phải tập. À, mỗi ngày mình tập dành ra 5-10 phút. À, tối khi trước khi ngủ lên giường nằm ngay ngắn, mình chú tâm vô cái hơi thở, hoặc là mình để tay lên bụng, mình chú tâm vô cái sự chuyển động của cái bụng, phồng xẹp, thấy không? Hoặc là mình chú vào cái hơi thở vô thở ra, thở vô thở ra đó, để chi? Để lúc đó mình kéo cái tâm nó trở về sống trong hiện tại. À, nó biết cái tư thế mình đang nằm, nó biết cái sự chuyển động của hơi thở, biết cái chuyển động của phòng của xẹp đó. Là lúc đó gì, lúc đó là mình có niệm, có tuệ thì phiền não không phát sanh, thấy không? Rồi, hoặc là chúng ta dành thời gian ra, có điều kiện mình ngồi 5 phút, 10 phút, 15 phút, à, nửa tiếng tùy theo. À, thì khi mình ngồi á, mình phải có sự, trước khi ngồi là mình phải dặn cái tâm mình, à, suốt trong thời gian này đó, những cái việc gì bỏ qua hết mình, à, chú tâm vô cái sự tu tập, cái sự ghi nhận cái niệm của mình mà thôi đó. Nhưng mà hồi á, mình dặn nó vậy chứ hồi nó cũng chạy thì sao, nó chạy thì mình đem nó về, nó chạy mà mình biết nó chạy là hay rồi đó, có tiến bộ rồi đó. Rồi nó chạy thì lôi nó trở về. À, vậy thôi đó. Rồi cứ phát triển. Rồi sao, mình muốn tập cái sự duy trì cái sự chánh niệm trong sinh hoạt thì cứ thỉnh thoảng nhớ, cứ thỉnh thoảng chừng 5-3 phút nha, mình tự hỏi nãy giờ mình có hay biết không, nãy giờ mình có hay biết không. Thì khi mà quý vị tự hỏi như vậy thì quý vị trở lại hay biết rồi đó. Thành ra đó, trong cái câu chuyện thiền đó, có cái người đó đi đến gặp ông thiền sư, nói bà sư, sao mà cái tâm của con nó chạy nhảy tùm lum rồi, bây giờ sư an giùm cái tâm của con. Ông thiền sư biểu đưa cái tâm đây tôi an cho. À, cái tâm là nó nằm trong chúng ta, cái phần danh thì tự mình làm, chứ bây giờ mình nhờ ai làm được. Quý vị tự làm việc này là tự mỗi người làm. À, lâu lâu mình tự hỏi
nãy giờ mình có hay biết không? Là khi mà quý vị tự hỏi vậy là mình biết. Khi mình đang lái xe, mình đang lái xe, mình chú ý vào cái sự lái xe của mình, nhìn phía trước, coi những cái tín hiệu và những cái bảng như thế nào, có ngã ba ngã tư gì không, rồi chuẩn bị tay thì lái nè, mắt thì nhìn, để gì, để điều khiển, phải giảm ga hoặc là phải đạt thắng, như thế nào đó. Mình chú ý vào cái sự lái xe, chẳng biết rằng bây giờ là tôi đang lái xe. Bây giờ mình đang làm công việc nào đó, mình biết rõ ràng hay biết vào cái công việc đó. Mình sống trong hiện tại, chứ không phải mình lên mình ngồi thiền mình mới giữ. Mà trong đời sống mình buông lung thì cũng không có lợi ích. Thành ra Đức Phật đó, dạy cái phương pháp để chúng ta áp dụng thực hành, áp dụng vào ngay đời sống. Mình phải hay biết rõ ràng từ lúc mình thức giấc, rồi trong các oai nghi, khi đi, khi đứng, khi ngồi, nằm, co tay, duỗi tay, khi ăn, uống. Đó. Nhưng mà điều cái mình mới tập thì mình còn sơ sót, thì kệ nó không sao hết. Cứ nó chạy đi thì mình đem nó về, cứ nó chạy đi thì mình đem nó về, vậy thôi. Giống như là quý vị giữ những đứa trẻ nhỏ nữa. Trẻ nhỏ mà bắt nó ngồi yên chỗ đâu không chịu, thì bây giờ mình phải dụ nó, cho nó đồ chơi, cho nó cái gì đó để nó chơi, thì nó mới ở đó. Còn nhưng mà đâu cũng phải là nó chịu ngồi yên đâu, quay qua quay lại cái nó chạy ra ngoài. Dạ, không biết là còn nghe được không nó mua của thầy. Dạ. Đó thì mình tập mà kệ, mình ráng, cứ lúc nào mình nhớ mà mình biết, mà mình không có, nãy giờ mình thiếu cái sự biết, thiếu cái sự chú ý vào công việc, thì cũng giỏi rồi đó. Thì khi mà quý vị biết là mình không có sự chú ý, là tự động cái chú tâm nó quay trở lại, tự nhiên mình có niệm, tự nhiên cái trí tuệ nó trở lại đó. Thành ra mình tập thì cái gì cũng phải vậy thôi. Không ai giỏi hơn ai, không phải tự nhiên mà cái vị đó có kinh nghiệm mà trở thành thiền sư, thì cũng từ cái phàm nhân, rồi từ là thiền sinh, rồi cũng dốc giáp, cũng té lên té xuống, té lên té xuống, nhờ nỗ lực tu tập rồi có kinh nghiệm, thì mới trở thành thiền sư. Thiền sư để cho, để hướng dẫn, để chia sẻ những cái kinh nghiệm, để cho quý vị tu tập. Nhưng mà vị thiền sư chỉ nhắc nhở, hướng dẫn, chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị phải tập. Quý vị phải tập, phải thực hành để quý vị mới có được kinh nghiệm. Còn những cái hướng dẫn, chỉ dẫn chỉ là cái bảng hiệu, cái tín hiệu ở dọc đường thôi. Mà quý vị phải tự mình đi để đạt đến cái nơi đó thì mình mới biết nó như thế nào. Thành ra xin chia sẻ giải đáp cái thắc mắc của cô chị lại quên rồi, cô Nguyên Nhung, cô Kim Nhung. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Alo, alo. Đạo tràng có người tiên không ạ? 1, 2, 3, 4. Dạ, thấy chị Lật Lê. Chị chạy vô, chạy ra. Cho nên là bây giờ chị Lật Lê có nghe âm thanh của tự nhiên không? Alo. Dạ, đi thử âm thanh. Một, hai, ba, bốn. Dạ. Bây giờ thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ. Mời Nhật Quỳnh. Một, hai, ba, bốn. Mình có nghe âm thanh của tự nhiên không? Alo, alo. Mình cứ mời quý vị trong đạo tràng còn Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô tham ma giá, nam mô sân ca giá. Dạ, cảm ơn tâm hành và cảm ơn cô đại duyên. Và bây giờ cái đường truyền ai cũng bị trục trặc. Cô đại duyên nói thì có lúc nghe được, có lúc nghe không. Thành ra thôi cũng sắp sửa hết giờ. Sư xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sarasothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sarasothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sarasothi bhavantu te tất cả phước bao hình có đến người cầu xin chư thị đã do